Ta tiếp tục nha các bạn. Chuyển động thẳng chậm dần đều. Trước khi đi qua thì thầy nói qua về cái chuyển động như thế nào được gọi là chuyển động thẳng chậm dần đều nhé. Thì chuyển động thẳng chậm dần đều thì về cơ bản nó cũng giống giống như chuyển động thẳng nhanh dần đều thôi. Thì ở đây chúng ta lưu ý có một cái đại lượng khác biệt cơ bản, đó là đại lượng gia tốc. Đấy, quan trọng nhất là cái gia tốc này. Thầy nhắc lại lý thuyết một tí để chúng ta nắm rồi chúng ta tiếp tục nha các em. Gia tốc theo định nghĩa là bằng gì? V sau trừ V đầu chia T. Thì thực tế cái công thức này mà đầy đủ thì nó không phải là viết dưới dạng đại số như thế này đâu em. Nó là lại dạng vector, nó phải như thế này. Đấy. Đấy, định nghĩa đầy đủ nhất của gia tốc là như thế này. Và chúng ta xét một cái xe đang chuyển động trên đường với vận tốc ban đầu là V0 nhé. Và khi chạy đến cái vị trí mới thì vận tốc không còn là V0 nữa. Đây, chạy đến vị trí mới. Đúng nha. Thì ở đây chúng ta nhắc lại như thế nào là nhanh dần đều và như thế nào chậm dần đều. Thì rõ ràng em thấy cái xe này đang chuyển động theo chiều từ trái qua phải. Thì ở đây chúng ta mặc định chúng ta chọn chiều đó là chiều dương luôn. Đúng không? Với quy ước như vậy thì gia tốc lúc này sẽ bằng gì? Về sau là nó mang giá trị dương đúng không em? Dấu trừ của biểu thức này, dấu trừ của biểu thức này, về đầu mang giá trị dương luôn. Đấy. Vậy từ đó chúng ta suy ra được nhanh dần đều thì như thế nào? Nhanh dần đều thì giá trị của vận tốc là tăng, mà giá trị của vận tốc tăng thì cái nhóm này nó sẽ dương. Đây, cái nhóm màu xanh này nó dương. Và khi nhóm màu xanh này dương chia cho thời gian dương thì gia tốc nó sẽ dương. Đúng nha. Và chuyển động chậm dần đều thì như thế nào các bạn này? Thì cái nhóm màu xanh này này thì chậm dần đều thì vận tốc nó giảm thì cái nhóm này bị âm, thì suy ra gia tốc nó sẽ âm. Nhưng mà nhớ là điều kiện ở đây là V gì? V dương. Như vậy em có nhận xét gì về dấu của A và V hả? À, V dương nha, xin lỗi. Thì em có nhận xét gì về dấu của A và V hả? À, các bạn thấy A và V cùng dấu. Và ở trường hợp dưới là A và V trái dấu. Như vậy trong chuyển động nhanh dần đều và chuyển động chậm dần đều thì em nhớ dấu hiệu để chúng ta phân biệt đó là cái tích số giữa A và V. Khi A và V cùng dấu thì nó là nhanh dần đều, A và V trái dấu thì nó chậm dần đều. Ngày hôm nay chúng ta học chậm dần đều. Đúng không? Thì lúc này nhớ một điều là tích số giữa A và V là phải không? Đúng không? Mà ở đây thông thường ấy nha, thường là khi chúng ta làm bài tập, thường thôi nha em, chứ còn bạn nào không thích thì làm ngược lại cũng được. Thường thì chúng ta đã chọn V dương rồi, mà khi V đã dương rồi thì A phải gì? Phải âm. Đấy. Đấy, thông thường thì chúng ta hay làm trường hợp này. Đó chính là đặc điểm của chuyển động chậm dần đều so với chuyển động nhanh dần đều. Phân biệt nó là dựa vào cái tích số A nhân V. Còn hệ thống công thức để chúng ta làm thì vẫn giống như vậy. Chúng ta cũng có ba công thức. V bằng gì các em này? V0 cộng AT. V bình trừ V0 bình bằng 2AS. Và S bằng V0T cộng 1 phần 2 AT bình. Đúng chưa? Như vậy chúng ta có bộ 3 công thức của chuyển động biến độ đều. Đấy. Thì giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi làm bài tập nha. Từng bài 1 hả?
Ban đầu là bạn những bài dễ nha, thầy hướng dẫn đơn giản thôi. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36 km/h. Chuyển động với gia tốc là 2 m/s. Xác định đường đi của xe sau thời gian 2 giây và cho đến khi dừng hẳn nhá. Đấy, đó là một số cái dữ liệu chúng ta có. Thì trong cái đề bài này em lưu ý một điều là gì? Toàn bộ chuyển động của chúng ta là không có đề cập gì đến dấu đó. Kể cả vận tốc là 36 km/h này, gia tốc là 2 m/s này, đúng chưa? Người ta không có đề cập dấu thì bắt đầu chúng ta phải cho dấu vô. Và ở đây chúng ta mặc định như chúng ta nói nãy giờ rồi, vận tốc phải mang dấu gì? Dấu dương, là chúng ta chọn là dương 36 km/h. Rồi chúng ta đổi ra có phải là 10 mét trên giây không đây mày? Gia tốc, nếu chúng ta đã chọn về dương rồi thì gia tốc phải mang giá trị gì? Âm. Được chưa? Rồi xác định quãng đường mà vật đi được sau 2 giây thì chúng ta có thể dùng công thức nào các em này? F bằng V0T cộng gì? 1 phần 2 AT bình. Rồi chúng ta thay số. V0 của chúng ta là 10, T là 2. T của chúng ta là 1. À, xin lỗi, T là bằng 2 nhé. Đúng chưa? Thì bài này chúng ta bấm máy tính thôi. Đáp án là bao nhiêu mét các bạn này? 16 m. Ok cho các em à. Như vậy quãng đường mà vật đi được sau 2 giây sẽ đạt 16 mét. Rồi câu B, quãng đường vật đi được cho đến khi dừng. À, dừng hẳn thì chúng ta không nên dùng công thức này nữa. Ý tiếp theo em, chúng ta dùng công thức S bằng V sau bình trừ V đầu bình chia 2 à. V sau dừng mà em, trừ V đầu chia 2 a mấy âm 2 đúng chưa? 100 chia 4 là bằng 25 mét. Như vậy quãng đường mà vật đi được cho đến khi dừng lại là 25 mét. Ok chưa? Bài này thì nó chỉ là một bài ở mức độ đơn giản thôi. Chúng ta vận dụng công thức rồi đấy làm đấy. Và lưu ý các bạn là chỗ này chúng ta mặc định nhá. V dương rồi thì A phải phải âm. À, lý do là chuyển động chậm dần đều nhá. Rồi câu số 1 có vấn đề gì không các em này? Ok chưa? Rồi câu số 2. Chúng ta sẽ làm từ những câu ở mức độ đơn giản để cho các em nắm nha. Một vật được ném lên từ chân dốc với vận tốc ban đầu, rồi chúng ta cùng tóm tắt ra nha. Tốc ban đầu nha. Ok chưa?
Vật chuyển động chậm đều với gia tốc là 4. Đây, chúng ta cũng phải cho nó âm nha. Đề bài nó không cho âm thì mình phải cho âm vào. Lý do đây là chuyển động chậm dần đều. V đã dương rồi thì A phải âm. Tìm quãng đường vật đi được khi lên dốc và thời gian đi hết quãng đường đó. Đúng nha. Người ta ném từ chân dốc thì như thế nào? Quãng đường mà vật đi được khi lên dốc. Đây, ta lấy ví dụ. Đây là một con dốc. Chúng ta ném nó lên với vận tốc ban đầu là về không. Nó đi được, đi mãi sao được đúng không em? Nó đi đến lúc nào đó thì nó phải gì? À, dừng lại. Trên bài toán này là chúng ta có về sau bằng không. Vậy bài này chúng ta bổ sung thêm. Xin lỗi, tự cho vô về sau bằng không nhé. Tìm quãng đường vật đi được khi lên dốc. Ta dùng công thức S bằng gì? V sau bình trừ V đầu bình gì hay à? V sau là 0 trừ V đầu là 10 chia 2 A là âm 4. Chúng ta sẽ được 100 chia 8 nha. Bằng 12,5. Đúng nha. Đó là câu ý đầu tiên. Ý thứ hai, thời gian. Chúng ta có thể dùng công thức nào? V sau trừ V đầu. Dạ. V sau là bằng 0 trừ V đầu là bằng 10. A bằng mấy? Âm 4. Các em sẽ được 2,5 vậy. Đúng chưa? Đấy, bài này có vấn đề gì không có em ạ? Và ở đây thế bây giờ thường thì chúng ta thầy hướng dẫn các bạn và yêu cầu các bạn làm theo kiểu này. Nhưng bây giờ lỡ một bạn nào nó giờ thích sự khám phá, thích sự đổi mới. Bây giờ chúng ta không có làm giống cách này nữa mà chúng ta làm khác thường đi một tí. Hồi nãy là làm thông thường, bây giờ làm khác thường nha. Khác thường ở đây có nghĩa là gì? Thông thường chúng ta làm là V dương. Bây giờ một số bạn nó không thích làm V dương nữa, cho V không? Tức là chúng ta sẽ chọn chiều dương ngược lại. Như vậy V ban đầu của chúng ta sẽ bằng mấy em này? Tóm tắt lại đi. Âm 10 đúng không? Nếu V ban đầu mà đã âm thì gia tốc phải gì? Phải dương. Đấy, ví dụ như thế, thầy tóm tắt khác thường. Còn V sau vẫn như cũ là bằng 0. Đúng chưa? Rồi, cái ý đầu tiên tính thời gian. Rồi, thời gian thì thôi, thầy nói giống vậy thôi, cũng dùng công thức như cũ. Cái nào dễ thì làm trước nha. V sau là bằng 0 trừ V đầu là âm 10. Chia yeah. Đáp án vẫn như cũ đúng không em? Rồi, không có gì thay đổi cả, thời gian vẫn 2,5 giây. Ok chưa? Nhưng bây giờ bắt đầu tính quãng đường nó mới mệt. Đấy, em thay bơm tính quãng đường cho thầy thử coi bằng mày. Ok giờ coi lại thử. Rồi bây giờ thầy tính quãng đường nha các em. Quãng đường cũng y hệt công thức này luôn. Rồi giờ thầy viết bằng màu xanh qua bên này. V sau bình phương mấy? Cũng không đúng không? Trừ V đầu bình phương. V đầu bây giờ là âm 10.
chia 2. A là 4. Rồi các bạn bấm máy tính cho thầy coi đáp án này bằng mấy. Có phải là 12,5 mét không? Đúng chưa? Đấy. Đúng không? À không nha, âm nha. Âm 12,5 mét. Mà âm thì đúng hay sai các bạn này? Âm là nghe cái vấn đề gì đó nói sai sai ở đây rồi. Đúng chưa? À lý do vì sao này? Quãng đường làm sao mà âm được? Đấy các bạn thấy không, nó khổ không? Số là nó giống này. 12,5 nhưng bây giờ nó bị âm. Thế bây giờ xử lý làm sao? Đấy nó lại lằng nhằng ra. Thấy khổ không? Đáp án dương đẹp, ok, 12,5 ở trên màu đỏ. Tự nhiên bây giờ mình đổi hệ quy chiếu, mình đổi chiều dương làm sao đáp án nó bị âm. Mà đáp án bị âm chỗ đây thì không biết xử lý như thế nào nữa. Đúng chưa? Thì thực tế nếu mà đáp án bị âm thì chúng ta có một cách xử lý rất là đơn giản, đó là chúng ta lấy trị tuyệt đối của cái nhóm này. Được chưa? Trị tuyệt đối của nhóm này thì dẫn đến đây là trị tuyệt đối và kết quả nó vẫn dương như cũ, nhưng mà lấy khổ không? Nó mất công đi. Đây là thầy nói ví dụ như nó ra đáp số là ra âm 12,5. Là các bạn phát hiện ra nó âm thì các bạn sửa thành dấu dương. Nhưng trong những bài toán mà lập phương trình chẳng hạn thì lúc này đã có giá trị đâu mà thay vào mà biết nó âm, thì lúc này chúng ta sẽ lập ra một cái phương trình nó bị sai. Mà khi cái phương trình bị sai thì chúng ta sẽ loay hoay và giải mãi sẽ không bao giờ ra. Nhớ nha. Cho nên ở đây chúng ta mặc định nha, chiều dương là chiều gì? Là chiều chuyển động của vật nha. Vật này chuyển động theo chiều dương thì chúng ta chọn đáp án là dương. Như vậy cứ về dương hết cho thầy cho nó chắc nha. Ok như vậy bài số 2 của chúng ta đáp án là 12,5 mét và thời gian là 2,5 giây. Ok chứ các bạn? Rồi coi có vấn đề gì thắc mắc ở đây không hề. Rồi bài số 3 nha các em. Bắt đầu trượt à, bắt đầu nha, hiểu cái từ bắt đầu nha em. Bắt đầu trượt nè. Tức là V0 bằng mấy? Bằng 0 nha. Từ đỉnh dốc đến châm dốc nhanh dần đều, bài này nhanh dần đều nha. Thời gian là 5 giây thì gạch chân người khỏi tấm tắc nha. Tại chân dốc vận tốc đây là vận tốc lúc gì? Lúc sau. Bằng 10 nha. Thời gian này là mấy giây các bạn hè? Năm giây nha, nhanh dần đều nha em. Nó tiếp tục chạy chậm dần đều 10 giây nữa thì dừng. Đúng nha. Tính gia tốc của vật trên mỗi đoạn đường. Đây thầy vẽ hình cho nó dễ hình dung nha. Nó chạy nhanh dần đều trên dốc này, đúng không? Sau đó đi mặt phẳng ngang nó chạy chậm dần đều này. Đấy. Tính gia tốc trên mỗi đoạn. Đầu tiên chúng ta xét đoạn AB nha. Trên đoạn AB chúng ta có gì? V sau, V đầu, A rồi. Thì chúng ta sẽ chọn công thức là V sau là 10. Đấy, đáp án là 2 nha, đó là gia tốc trên cái đoạn AB, bây giờ trên cái đoạn BC. Rồi chúng ta coi trên cái đoạn BC chúng ta có dữ liệu gì em này. Vận tốc tại B là mấy em này?
là 10. Vận tốc tại C là bằng mấy? Bằng 0. 10 giây nữa thì dừng. À, đây, đây 10 giây. Ở chúng ta vẫn dùng công thức như cũ thôi. Công thức vẫn là V sau trừ V đầu chia T nha. V sau của chúng nó là 0. Trừ V đầu là 10. Thời gian là 10. Đáp án là âm 1. Ok chưa? Được chưa? Như vậy đáp án của chúng ta là 2 mét trên giây trên đoạn đường đầu và âm 2 mét trên giây trên đoạn đường sau. Ở đây chúng ta mặc định như cũ nha, chiều dương là chiều chuyển động. Ok chưa? Ô tô đang chuyển động trên một đoạn đường thẳng nằm ngang thì tắt máy. À, tắt máy thì chắc chắn là chuyển động gì? Chậm dần đều rồi. Sau 1 phút, như vậy vận tốc ban đầu có nha. Sau thời gian 1 phút là sáu mươi giây. À, 1 phút 40 giây thì xin lỗi. 1 phút 40 giây thì là 100 giây nha. Thì dừng lại. Trong khoảng thời gian đó, ô tô đi được quãng đường 1 cây số. Ngàn mét nha. Tính vận tốc ô tô trước khi tắt máy, tức là tính vận tốc ban đầu. Đấy. Được chưa? À, bài này chúng ta có thể lập phương trình nào. Thì chúng ta có 3 công thức với máy rồi, chúng ta chọn công thức đây, ví dụ thì chọn công thức đầu tiên. V sau không bằng V đầu chưa có. Cộng AT. A cũng chưa có, T bằng 100. Ok chưa? Rồi, tiếp theo. Phương trình này chúng ta không giải được nhé. Lý do là còn 2 ẩn làm sao giải? Ta dùng tiếp công thức quãng đường này. Đã. Được chưa? V0 chưa có, S là ngàn. V0T là 100 V0 đúng không em? Cộng 1 phần 2. À, chưa có. T của chúng ta là 100 V. Đó là hệ hai phương trình hai ẩn nha. Rồi, các bạn bấm máy tính thôi. Rồi, ta được V0 bằng 20 đúng không? Còn A thì khỏi cần cũng được.
nha. Đấy, những cái bài như này đấy, mức độ kiểm tra trên lớp của đây, trên trường đấy là ok rồi đấy, tuyệt vời rồi đấy, đảm bảo đấy, mức độ khá giỏi cho các bạn. Nhưng để mà khá giỏi về mặt tư duy thì chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn. Những cái bài như này là ổn ổn rồi đấy. Đấy, chúng ta cố gắng nắm những cái dạng bài tập như thế này, chúng ta hoàn thành được, hiểu hiện tượng vật lý nó là gì đó. Rồi coi thử có vấn đề gì vướng mắc ở bốn cái bài mà thầy sửa cho các em hay không. Coi có vấn đề gì vướng mắc không ta, đấy nha. Rồi, chúng ta tiếp tục bài số 5 nha các em. Đấy, những cái bài mà mức độ 1, 2, 3, 4 là những bài mức độ khá và hơi hơi khó một chút xíu đó. Chúng ta cố gắng phải vượt qua được, ít nhất là phải đảm bảo được mức độ giống như bài 1, 2, 3, 4 đấy nhá. Đó là mức độ mà chúng ta cần phải đạt, bắt buộc phải đạt. Còn bây giờ ở mức độ cao hơn nhá. 3 giây sau khi bắt đầu lên dốc tại A, 3 giây thôi thì vẽ ngang nha, không cần phải vẽ dốc đâu. Ba giây sau khi bắt đầu lên dốc tại A, vận tốc của xe còn lại 10 mét trên giây. Đây, tới điểm B này, 3 giây sau nó tới nha. Vận tốc của nó còn lại là 10 mét trên giây. Ở đây người ta dùng cái thuật ngữ là bắt đầu lên dốc nha, chứ người ta không nói là tại A vận tốc bằng không nha, cho nên VA này nó có nè nha em. Có sao nó leo dốc đúng không? Tìm thời gian từ lúc xe bắt đầu lên dốc cho đến khi nó dừng lại tại C. Đúng chưa? Cho biết đây, tìm thời gian từ lúc mà A đến khi nó dừng lại tại C. Đấy, tìm cái thời gian này nha. Và cái gì à, cho biết từ khi lên dốc xe chuyển động chậm dần đều và đi được quãng đường dốc dài 62,5, tức là nguyên cái đoạn đường dài màu đỏ này thì vẽ màu đỏ nha, là 62,5 m, tức là đoạn AC thì vẽ trên hình để chúng ta dễ hình dung nha. Rồi bây giờ chúng ta coi thử bài này, chúng ta có 3 đoạn đường, đó là đoạn AB, đoạn BC và đoạn AC. Thế bây giờ tùy thuộc vào việc các bạn xét đoạn nào nhé. Chúng ta có 3 công thức của chuyển động biến đổi đều ấy. Giờ vấn đề đặt ra là em chọn công thức nào thôi. Thì hồi giờ chúng ta làm, chúng ta coi thử chúng ta nên xét đoạn đường nào. Nếu bạn nào mà không định hướng được á, thì chúng ta sẽ xét như thế nào? Xét cả 3 đoạn. Thì tất nhiên khi các bạn xét 3 đoạn nó sẽ thừa một đoạn, thì thừa còn hơn thiếu em, thừa thì bỏ đúng chưa. Ở đây chúng ta định hướng nhanh thì chúng ta lưu ý chúng ta xét đoạn AB, thầy dùng công thức là V sau bằng V đầu cộng AT nha. V sau là 10, V đầu là VA chưa có, gia tốc chưa có, T là bằng 3. Rồi chúng ta được phương trình đầu tiên.
Đấy. 10 bằng VA cộng 3A. Đúng chưa? Rồi giờ chúng ta nên xét đoạn nào? Chúng ta nên xét đoạn AC thì hay hơn. Lý do vì sao các em này? Vì chúng ta có quãng đường là 62,5 mà, đúng không? Thầy cứ định hướng thầy làm vậy thôi nha, có thể chưa ra nha, thầy đang làm cho nên dẫn đến có thể nó rất là dài dòng. Về quãng đường là 62,5. Mà nếu V vậy thì VA nha. Thời gian chưa có. Cộng gì? Đúng nha. Ồ, trong phương trình này chúng ta lại thấy xuất hiện ba ẩn luôn. VA, A và T bình. Ồ, vậy là giảm rồi. Giảm ra ta xét đoạn nào? BC. Đúng nha. Nhưng mà đoạn BC thì chúng ta thiếu thông tin rất là nhiều. Như vậy chúng ta vẫn xét đoạn AC nhưng chúng ta không có dùng công thức này. Mà chúng ta nên tận dụng cái đoạn AC là có V sau bằng 0 này. Đấy. Thì ta dùng công thức nào à? S bằng V sau bình trừ V đầu bình chia đấy, dùng công thức này này. S là 62,5 nhân 2A, V sau là 0 trừ V đầu là V à, đúng nhờ. Rồi ta rút ra được điều gì? A của chúng ta bằng gì? Trừ VA bình phương. Chia bao nhiêu vậy? Chia 125 đúng không? Nhìn vào cái phương trình này các bạn thấy gia tốc nó âm mà, đúng rồi. Đúng nha. Rồi chúng ta thay vào phương trình này. Đây, phương trình này này. Mười bằng VA cộng 3 nhân A. Rồi, ta quy đồng lên đưa ra một phương trình bậc hai các em. VA bằng 25 đúng không? Đấy, giải phương trình này ra ta đúng là VA bằng 25. Và 50 phần 3. Trong hai nghiệm này chúng ta sẽ loại bớt một nghiệm. Giờ bạn nào lập luận cho thầy bỏ nghiệm nào? Hoặc không thì chúng ta phải lấy cả hai. Rồi ta thử vào thôi. Rồi ta có VA rồi em. Bây giờ tính gì? Tính T. Nếu VA bằng bằng không này thì ta rút qua T bằng mấy, đúng không? Thầy so bớt bảng nha, nó kín quá rồi. Nha. Ta không biết loại thì chúng ta phải xét hết cả hai trường hợp rồi. Rồi trường hợp 1 nhá. VA bằng 25. Ta suy ra gia tốc anh. Dựa vào công thức này nè, đấy. 10 trừ VA. A bằng âm 5 đúng không?
nha. Có cái A, có A rồi thì ta tính thời gian thôi, đúng nha. V sau là 0, trừ V đầu là VA, là 25. Chia A là 05. À, 5 giây. Đấy. Được chưa các em? Như vậy chúng ta được cái đầu tiên là T bằng 5 giây. Rồi còn trường hợp thứ hai, khi VA bằng 50 phần 3. Tôi chia gia tốc như nào đấy, thay vào đấy luôn nhá, thay vào phương trình trên này. Chúng ta được trừ 20 phần 9. Mét trên dây bình nhá. Rồi tôi suy ra t về sau là 0, trừ VA là 50 phần 3, VA là trừ 20 phần 9. Bảy phẩy năm vậy. Bài này thì chúng ta không có cơ sở nào để chúng ta loại nghiệm nào hết, như vậy nó sẽ có hai trường hợp nha. Đấy, các bạn coi trong cái trường hợp này coi thử có vấn đề gì thắc mắc không? Kiểm tra qua coi thử bài này có vấn đề gì thắc mắc không ạ? Bạn coi qua rồi có vấn đề gì thắc mắc không ạ? Thông thường những bài toán mà có hai trường hợp đó, là chúng ta loại được một trường hợp, nhưng riêng cái bài này thì hai trường hợp này chúng ta không có cơ sở nào để loại đó, vì thời gian của chúng ta điều kiện của nó phải lớn hơn hơn 3 giây nha em, vì nó đi đoạn AB đã 3 giây rồi thì đoạn AC này bắt buộc của nó phải lớn hơn 3 giây. Mà đây là đáp án là 5 giây và 7,5 giây thì chúng ta không có cơ sở nào để loại được nha. Thì nó có hai trường hợp tất cả. Đi thi thì các bạn yên tâm đi, đã làm tự luận thì thông thường đi thi rồi người ta các thầy cô người ta tạo điều kiện. Tức làm hai trường hợp thì nhiều khi nó khó quá. Cho nên thường là nó chỉ xảy ra một trường hợp thôi. Chưa các em? Đấy, có vấn đề gì thắc mắc ở đây không này? Rồi, bài số 6. Bài số 6 là một bài toán khó. Đấy, các bạn thấy trong cái đề này nó có mức độ 1, 2, 3, 4 là dễ này. Hai ba bốn thì dễ, 5 thì mức độ là khó.
Và 6 thì hơi khó một chút. Ta đọc qua yêu cầu của bài số 6. Bài số 6. Một vật chuyển động chậm dần đều quãng đường đi được trong một giây đầu. Một giây đầu chậm dần đều, rồi chúng ta vẽ hình ra cho nó dễ hình dung nhé. Được chưa các em? Quãng đường đi được trong một giây đầu, đây thì lấy ví dụ điểm A này, một giây đầu thì nó đi được đoạn AB, dài hơn quãng đường đi được trong một giây cuối. Một giây cuối nha, ví dụ một giây cuối nó đi được đoạn gì? CG. Tức là chúng ta sẽ có cái hiệu gì vậy? AB trừ CG bằng 5 cm. À, chúng ta phải đổi ra đơn vị chuẩn nha. Sao hiểu được cái dữ liệu này không ạ? Quãng đường đi được trong một giây đầu dài hơn quãng đường đi được trong một giây cuối là 5 cm. Rồi tiếp tục cho biết quãng đường đi được giữa hai khoảng thời gian kể trên là 12 cm. Đây. Còn BC này là 12 cm. À, tìm thời gian chuyển động. Như vậy thực tế ở đây thì chúng ta nhìn vào cái dữ liệu này, chúng ta chỉ thấy thời gian của nó sẽ như thế nào với 2 giây. Đoạn AB đã 1 giây, đoạn CD là 1 giây, vậy đoạn BC nữa. Như vậy chắc chắn đáp án của nó phải lớn hơn 2 giây nha. À, chúng ta có cái nhận xét này là sở dĩ là vì lý do sau này có thể chúng ta làm trắc nghiệm trong vấn đề là hết thời gian chúng ta suy nghĩ nó không ra, thì chúng ta phải có cái đón nhận coi thử nghiệm của chúng ta nó nằm trong cái khoảng nào, và kỹ năng đoán cũng là một kỹ năng rất là quan trọng. Và khi đoán như thế này thì thông thường chúng ta sẽ loại được ít nhất là một đáp án, thì chúng ta sẽ còn 3 đáp án còn lại nhá. Đấy, lấy là kinh nghiệm làm bài nhá, đoán cũng rất là quan trọng đấy em, được chưa? Đôi khi chúng ta hì hài hoặc chúng ta làm nó sai mất, nhưng nếu chúng ta có một cái nhận xét cũng như có một cái kỹ năng, chúng ta hoàn toàn có thể đoán ra được đáp án mà không cần phải thực hiện các thao tác tính toán đấy. Rồi xong nha, bây giờ tìm thời gian chuyển động đúng không? Bây giờ trên đoạn AB là đoạn BC và đoạn CD rồi, bây giờ ông ta xét thôi. Giờ làm thế nào? Thì chúng ta chỉ có ba công thức chúng mày, ông ta chọn thôi. Bài này nói khó thì cũng đúng thôi, nhưng mà thực tế chúng ta chỉ có ba công thức à. Chúng ta chỉ cần lựa chọn chọn qua lại giữa ba công thức V bằng V0 cộng AT, S bằng V0T cộng 1 phần 2 AT bình, đúng không? Và V bình trừ V0 bình bằng 2 AS đấy. Bài này thầy hướng dẫn qua này, các bạn tự làm nhá. Đôi khi chúng ta tự làm nó mới hay, với những bài khó như thế này mà chúng ta vượt qua được đó là đỉnh cao đấy, cố gắng đấy nha.
Rồi bây giờ chúng ta xét từng đoạn một thôi, đoạn AB như thế nào không? Chúng ta có cái phương trình quan trọng nhất là đoạn AB này. Bạn nhớ VG là bằng mấy em mày? VG là nó dừng rồi cho nên VG bằng bằng không nha. Rồi ta xét đoạn AB từ các bạn. Đúng nha. Ta có quãng đường đoạn AB sẽ bằng gì? V sau. V sau là VB nha. Trừ V đầu. Đấy. Đúng nha. Ồ, đâu có gì đâu. Đó. Thứ hai là chúng ta có VB sẽ bằng gì? VA cộng AT đúng không? V đầu này. Sẽ bằng gì em mày? VA chưa có. A cũng chưa có nhưng T bằng 1. Đấy. Vậy VB sẽ bằng VA cộng A. Và ta thay lên trên này ta được cái gì? VB bình phương là nguyên cái này bình phương này. Trừ VA bình phương. Chúng ta rút gọn lại nha. Cộng A bình phương đúng không? Rồi AA chúng ta rút gọn bớt đi. Là 2VA cộng A bình còn A đúng không? Thì hai. Còn cái VA bình phương trừ cho VA bình phương nó hết rồi nha. Đó là VB nha. Đó đoạn AB nha. Đoạn BC cũng tương tự các bạn. Giờ xét đoạn BC nha. Đoạn BC này. Quãng đường của nó là 0,12. V sau là VC bình phương. Trừ V đầu là VB bình phương. Chứ hai à. Rồi VC với BB chúng ta chưa có, ta cứ để im cái đã nha. Được chưa? Rồi, xét đoạn CD chúng ta được gì? Đoạn CD là V sau là 0, đúng không? Bằng V đầu là VC. Cộng gì? AT. Đấy. Vậy ta được VC là bằng trừ A. Đúng không? Rồi ta thay lên trên này này, thay phương trình này này. VC bình phương. VC là bằng trừ A, bình phương lên là bằng A. Trừ VB bình phương, VB đây này bằng VA cộng A. Đúng chưa? Trừ VB bình phương là VA cộng A và chia 2 A. Đấy. Phương trình này nó hơi lằng nhằng tí, chúng ta biến đổi tiếp nha. 0,12 đúng không em? Bằng. Chúng ta khai triển hằng đẳng thức VA cộng A bình phương nha, A bình phương trừ hết. Đấy, chúng ta còn trừ VA bình phương đúng không? Trừ cho 2 lần A VA. Chúng ta cứ để ẩn nó nha, từ từ tí nữa tự động nó rút gọn nha.
Rồi chúng ta cuối cùng ta còn cái đoạn CD nữa đúng không? Đoạn CD là bằng gì hả mày? S bằng gì? V sau là VD bình phương trừ V đầu là VC bình phương chia hai à? Đúng chưa? VC là bằng gì em mày? Trừ VC bình phương, VC bằng trừ A mà đây là trừ A bình phương chia hai à? Và cái này bằng mấy? Đúng chưa? À, đoạn CD sẽ bằng V sau bình phương là không bình phương trừ V đầu bình phương là VC bình phương chia 2A. Ta lấy VC đây nè. Ta thay xuống dưới nha. Vậy đoạn CD của chúng ta là trừ A trên 2. Đúng em à. Rồi ta lắp vào cái phương trình đây nè, phương trình đầu tiên đây nè. Đoạn AB của mình đâu? Là 2VA cộng A. Đó là VA đúng không? Đoạn AB đúng không em? Đoạn AB này. 2VA cộng A chia 2. Trừ cho đoạn CD. Đúng chưa? Bằng 0,05. Đấy, thầy lập cho các bạn tất cả mọi phương trình rồi đấy nha. Thì đâu đó trong cái đống phương trình mà thầy lập cho các bạn á nhá, thì có cái chúng ta cần và có cái chúng ta không cần. Được chưa các em? Đấy, phương trình đấy chúng ta chỉ cần giải cái hệ thống phương trình nó ra, chúng ta sẽ ra đáp án cuối cùng thôi nha. Những bài như thế này thôi đấy, thầy hướng dẫn qua trong cái việc lập phương trình. Thì nhà các bạn tự hoàn thiện cái phần còn lại nhé. Không nhất thiết là các bạn phải làm giống thầy nhé. Thầy giảng cho các bạn nên thầy làm rất là dài. Và thầy lập phương trình mà đôi khi nó dư luôn á. Nó dư ở đây không phải là nó dư các bạn, mà nó dư ở đây tức là nó trùng. Là hai phương trình nó hoàn toàn trùng nhau. Trong quá trình chúng ta lập, chúng ta cứ lập hết rồi còn cái phần còn lại chúng ta giải như thế nào giải. Thì bài này ở mức độ vận dụng cao nên đấy, về nhà bạn nào mà chưa làm được thì với sự hướng dẫn này chúng ta cố gắng làm lại nha. Được chưa? Tiết học sau rồi nếu cần thì thầy sẽ đọc đáp án cho các bạn để cho chúng ta về nhà làm, cho đọc trước đáp án nó không hay nhá. Đó là bài số 6 nha. À, tương tự cái dạng bài tập lập phương trình của chuyển động chậm dần đều như thế này nè, thầy sẽ chừa lại nhá. Và hôm sau chúng ta sẽ gộp với gì? Lập phương trình của chuyển động nhanh dần đều, chúng ta làm luôn một thể. Bữa trước chúng ta học chuyển động nhanh dần đều, nó còn cái dạng bài tập là lập phương trình chuyển động thẳng nhanh dần đều này, chúng ta chưa làm nhá. Bữa sau chúng ta sẽ kết hợp với cái này, chúng ta làm luôn đó. Bây giờ chúng ta qua 20 câu trắc nghiệm nhá. Rồi có gì vướng mắc không các em à? Rồi chúng ta để ít thời gian còn lại cho các bạn hỏi, đặc biệt là cái bài số 6 này. Có vướng mắc gì thì chúng ta trao đổi nha.
Đó, được chưa các em? Có vấn đề gì thắc mắc chỗ này không mày? Bài 6 này về nhà làm tiếp nha. Hoàn thành nốt với nha. Còn không thì chúng ta có cái đường hướng riêng thì chúng ta làm riêng cũng được, không nhất thiết phải làm với thầy. Thầy lập một cái đống phương trình nó hơi lằng nhằng, nó nhiều nha. Ở đây là chúng ta giải được rồi á, chứ không phải là không đâu. Đấy, chúng ta cứ ghi lại các phương trình này. Nếu bạn nào cần thiết thì đây, phương trình cuối cùng này, chúng ta tất cả chúng ta tấp vào đâu à? Tất cả chúng ta tấp vào cái phương trình này này là nó sẽ ra này. Ở phương trình này chúng ta còn hai ẩn là A và VA. Thì đây phương trình này có A và VA tấp lên trên là nó còn một ẩn thôi. Khi nó còn một ẩn thì việc giải của chúng ta nó sẽ đơn giản thôi nhá. Rồi, bắt đầu trắc nghiệm nha các em. Phóng to nó lên tí cho các bạn dễ nhìn nha. Trong các câu trắc nghiệm này có những câu rất là hay nha, cố gắng nha. Câu số 1. Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 mấy trên giây trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều cho tới khi dừng hẳn nha. Ô tô đã chạy thêm được quãng đường là bao nhiêu? À, quãng đường 100 mét tính gia tốc của ô tô. Thì đối với dạng bài này chúng ta chọn công thức nào ạ? Với dạng bài này chúng ta chỉ cần chọn lựa một trong ba công thức mà chúng ta học đây, công thức đây thầy chọn là A sẽ bằng gì? V sau trừ V đầu tất cả bình phương. V sau bình phương trừ V đầu bình phương. Chúng ta thay số thôi các bạn. Phải sau bằng mấy cái em này? Cho tới khi dừng hẳn mà không nha. Trừ V đầu bình phương là 10 bình phương. Và 2 nhân S là mấy? Từ 0,5. Đấy, đơn giản thôi mà. Đáp án của chúng ta là câu gì? Câu B. Đây chúng ta mặc định là V dương hết nha em. Thì chúng ta sẽ ra đáp án A không nhé. Ok chưa? Câu số 2. Trong cái phương trình của chuyển động đây. X bằng ở đây. Bằng 20t cộng 10t trừ 2t bình. Ở đây chúng ta đối chiếu với phương trình của chuyển động biến đổi đều, đó là x bằng gì em này? X bằng x0 cộng v0t và cộng 1 phần 2at bình. Đấy, chúng ta đối vào cái phương trình chuyển động biến đổi đều nói chung rồi này. Ta so sánh thì ta rút ra được cái gì? Thấy nhìn cái sự tương ứng này thì em thấy rằng tọa độ ban đầu của nó là x0 này sẽ bằng 20, câu này đúng rồi. Vận tốc ban đầu của nó là 10, đúng cho các em này. Đúng rồi. Còn A của nó bằng mấy? Âm 4. Lý do vì sao các bạn này? Đây, 1 phần 2A này là tương ứng với âm 2, A bằng âm 4 và đây là chuyển động gì? Chậm dần đều với gia tốc là 4. Đáp án đúng là câu câu D. Xin lỗi, vậy câu sai là câu nào? Câu C. Đấy, chúng ta đang chọn câu sai mà đúng không? Đúng cho các em. Cẩn thận đấy nha. Đây là một chuyển động chậm dần đều mà đáp án C là vật chuyển động nhanh dần đều là sai mất rồi.
Câu số 3. Điều nào sau đây chỉ đúng cho chuyển động thẳng chậm dần đều các bạn hề? Chậm dần đều mà. Cái tích số giữa A nhân V là âm này nhá. Chứ đừng có A âm là chết nha. Tích số A nhân V âm. Như vậy câu số 3 là câu câu gì? Câu số 4. Câu này là một câu ở mức độ khó. Một chiếc xe chuyển động thẳng đều với vận tốc 20 m/s. Bài này nó gồm hai đối tượng chuyển động trên một con đường nhé. Rồi, xe thứ nhất này. Đúng chưa? Khi xe A chạy ngang qua gốc tọa độ O thì xe B bắt đầu chạy rồi. Đây là xe A nha. Xe B bắt đầu chạy nha em. Với gia tốc không đổi có độ lớn là 2 m/s bình. Bắt đầu chạy cho nên vận tốc ban đầu là bằng bằng không. Gia tốc là 2 m/s bình. Đúng chưa? Cùng chiều với xe A rồi đấy, chạy cùng chiều đấy. Để bắt kịp xe A sau thời gian 10 giây thì bắt kịp thì vận tốc ban đầu của xe B như nào? Ồ xin lỗi. Thì tóm tắt nhanh quá bị nhầm này. Vậy xe B nó có vận tốc nha, nó hỏi vận tốc ban đầu mà. Ok cho các bạn. Và sau 10 giây, sau thời gian 10 giây đây, tới 10 giây. Thì hai đối tượng này gặp nhau, xe A nằm ở đây và xe B nằm ở đây. Thì đối với cái bài toán mà phải gọi là bài toán gặp nhau đó nha các bạn, đuổi theo như này thì cái cách hay nhất mà chúng ta làm đó là lập phương trình chuyển động. Nhưng bài này chính vì nó đơn giản quá nên thầy sẽ không lập phương trình chuyển động. Thì các bạn để ý là hai anh này đều xuất phát tại O. Đúng chưa? Mà gặp nhau tại chỗ này thì hai anh này có quãng đường như thế nào với nhau? Bằng nhau. Quãng đường đi được của xe A bằng mấy các bạn này? Thẳng đều mà. Có phải là 20 t không? Đúng chưa? Là t bằng mấy giây cái à? 10 giây. Rồi tiếp theo quãng đường đi được của anh B. Nó chuyển động biến đổi đều nên sẽ là V0T cộng gì? Và quãng đường của nó là 200. V0 chưa có. T là bằng 10. Gia tốc bằng 2. Đấy, từ đây chúng ta rút ra V0 nữa các em. Đáp án bằng mấy? 10 mét như vậy. Câu đúng là câu C. Còn bài này thì chúng ta có thể lập phương trình chuyển động cũng được nha em. Nhưng thôi bài này nó đơn giản quá thì chúng ta không cần phải lập phương trình chuyển động. Nó hơi mất thời gian một xíu. Thì chọn giải pháp đó là tính quãng đường của hai xe. Thì hai anh này xuất phát cùng một chỗ là O. Đúng chưa? Và gặp nhau cho nên quãng đường là giống nhau. Có 4 xe nha các em. Câu số 5. Một máy bay phản lực hạ cánh xuống đường băng với vận tốc là 69 m/s và chuyển động chậm dần đều. Để sau khi chạy được quãng đường 750 m thì vận tốc còn lại là 6,1. Tính gia tốc. Thì đối với dạng bài này chúng ta sẽ dùng công thức nào ạ? Đây. Dùng công thức này. Con nó về sau của chúng ta bây giờ là 6,1 đúng không? Từ về đầu là 9. Thì 2S là
750. Rồi chúng ta bấm máy tính rồi. Âm 3,15. Yeah. Đây đề bài nó hỏi có độ lớn bằng mà em, thì chúng ta lấy đáp án gần nhất. 3,15 chúng ta làm tròn là 3,2. Câu 5 đáp án đúng là câu C nha. Được chưa các em? Câu số 6 đáp án đúng là câu A hả? Câu số 7. Để cho các bạn về phương trình chuyển động của một cái xe nó có dạng như hình. À xin lỗi, có dạng phương trình x bằng trừ 0,5t bình cộng 4t. Tính vận tốc của vật lúc t bằng 3 giây. Rồi ta suy ra phương trình vận tốc của em. Rồi vận tốc của chúng ta sẽ bằng gì? V sẽ bằng gì em mày? V0 cộng AT. À này V0 bằng mấy em mày? 4 đúng không? Cộng A bằng mấy? A bằng 51 đúng không? Bằng 4 trừ T. Đấy là phương trình vận tốc nha. Đây được gọi là phương trình vận tốc. Rồi lúc t bằng 3 giây, các em thay t bằng 3 giây vô thôi, thì lúc này bằng mấy à? Một nha, sang tiếng máy chính trị. Ăn đúng là câu gì? Yeah. Câu số 8. Đơn vị của gia tốc trong hệ SI là gì? Đơn vị của gia tốc trong hệ SI là gì các bạn này? Hệ SI là hệ hệ gì? SI. Thì lưu ý các bạn là cái hệ đơn vị đo lường đó nha. Cái đơn vị đo lường này, ta nói qua về cái đơn vị đo lường nha. Mỗi quốc gia thì nó có một cái đơn vị đo lường nha. Đây thì thông thường ví dụ như thầy lấy ví dụ như thằng Mỹ đi, hay gọi là Hoa Kỳ ấy, thì nó có một cái hệ đơn vị đo lường rất là vui, nó khác hẳn so với thế giới. Ví dụ để đo chiều dài nó hay dùng đơn vị là gì các bạn? In nha. Ví dụ như tivi bao nhiêu in ở đây đấy nha. Rồi dùng dặm nha. Thể tích thì nó dùng cái gì? Chúng ta dùng lít thì nó dùng galon. Đấy. Thằng Mỹ là nó đo độ nhiệt độ. Mỹ là độ F nhá. Nó không có dùng độ C giống Việt Nam. Thì đó là đơn vị đo lường đặc trưng của Mỹ cũng như của Anh nhá. À, để tránh tình trạng mà các quốc gia dùng các đơn vị khác nhau. Đúng chưa? Gây khó khăn cho cái việc giao thương quốc tế cũng như khoa học công nghệ. Thì chúng ta dùng hệ đơn vị chuẩn. Hệ này gọi là hệ XI, SI thì nó viết tắt bởi chữ System International nha. Đấy, các bạn đọc tiếng Anh các bạn biết rồi, hệ thống thế giới, hệ thống quốc tế. Thì hệ này nó quy định những cái đơn vị trong hệ chuẩn, tức là dùng trong khoa học nói chung và trong các quốc gia nói chung, trong giao thương buôn bán nói chung, được chưa? À, đơn vị của chiều dài sẽ là gì? À, nó sẽ có 7 đơn vị tất cả nha. Ở đây chúng ta chỉ nói qua về một vài cái đơn vị thôi. Chiều dài chúng ta dùng mét. Nha. Khối lượng dùng gì? Kg. Đúng nha.
Đấy, ví dụ như vậy. Thời gian dùng gì? Đấy, lấy ví dụ về ví dụ vậy. Được chưa? Khối lượng thì các bạn biết là nó có thể có đơn vị là tấn tạ yến và đơn vị chuẩn của chúng ta là kg, thế thôi. Bên hóa nó dùng gam kề nó nha, nó không phải là đơn vị chuẩn. Như vậy đơn vị của gia tốc trong hệ SI là gì? Mét trên giây bình phương. Câu đúng là câu gì? Câu B. Câu số 9. Trong các đồ thị sau, đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng đều? Đấy, chúng ta nhìn vào đồ thị. Đồ thị số 1 này, em nhìn đồ thị số 1 này. Đúng nha? Thì em thấy rằng đồ thị này đi lên. Đúng rồi. Tọa độ tăng, thời gian tăng. Đồ thị này các bạn, nó đi ngang như thế này, tức là tọa độ không thay đổi. Mà đây là ở trạng thái gì? Đứng yên. Như vậy, đồ thị số 2 là mô tả cho đứng yên. Đồ thị số 3 là đồ thị vận tốc thời gian, các bạn thấy vận tốc nó đi ngang như thế này, tức là vận tốc không thay đổi. Thì đây là chuyển động gì? Thẳng đều. Đồ thị thứ tư cũng vậy. Như vậy đây chúng ta có 3 đồ thị chuyển động thẳng đều, đó là 1, 3 và 4. Câu đúng là câu gì? Câu gì? Thằng hai là mô tả cái gì đấy em này? Anh hai của chúng ta là mô tả chuyển động. Không có chuyển động nha, nó mô tả cái trạng thái đứng đứng yên. Các hiểu chỗ đây chưa? Câu số 10. Các một vật chuyển động trên một đường thẳng và không đổi hướng. V0 là vận tốc ban đầu, V là vận tốc tại một thời điểm nào đó. Trong các kết luận sau, kết luận nào sai? Sai anh em. Câu C, A nhân V dương thì chuyển động là nhanh dần. Đúng. A nhân V dương chuyển động chậm dần. Câu này sai mất rồi. Đúng nha. A nhân V mà dương là chuyển động nhanh dần đều. Như vậy câu C với câu D là không thể cùng đúng được. Còn câu A được không mày? A dương V dương thì nhanh dần. Đúng rồi. A âm V âm thì chậm cũng nhanh dần. Đúng rồi. Câu số 11. Câu đúng là câu nào các bạn? À xin lỗi, chọn câu sai nhé. Các bạn thấy câu A câu B không thể cùng đúng được nè. Một thằng gia tốc 4, thằng gia tốc 8 sao đúng được. Anh này đúng thì anh kia phải sai. Bài này gia tốc bằng 8 thì ra gia tốc bằng 4 là sai. Câu 12. Câu này nó dễ thôi nha, thầy đọc đáp án thôi nha. Ok nhá. Câu 13, có thể có rất là nhiều bạn bị lừa này. Đâu là công thức đường đi của chuyển động chậm dần đều? Chậm dần đều thì A và V là phải khác dấu. Đây chúng ta còn đáp án B. Đúng nha. A và V khác dấu là câu D nữa. Đấy, đấy, chúng ta còn hai đáp án này. Câu A với câu C, đó là A và V là cùng dấu, V, V0 cũng được nha. A và V cùng dấu, đó là nhanh dần. Ở đây chúng ta đang nói về chậm dần. Như vậy còn câu B và câu D. Rồi bây giờ chọn câu nào. Các bạn thấy hai công thức này nó na ná giống nhau. Ở trên câu B á, người ta gọi là cái gì? Và ở dưới câu D gọi là cái gì? Câu D người ta gọi nó là phương trình chuyển động nha. Còn câu B của nó người ta gọi nó là gì? Phương trình đường đi. Câu nào? Đây là đường đi mà. Là câu B nha. Đấy. Câu số 14. Câu D nha. Câu 15. Câu này là câu khó nhất trong cái đề đề bài này, mà nó cũng tương đối hay, thầy sửa để lại nha, tí nữa thầy sửa xong nha. Câu 16, ta sửa những câu dễ trước đi.
trong các câu dưới đây, câu nào sau đây là sai? Câu A, vector gia tốc ngược chiều với vector vận tốc. Đây là chuyển động gì ạ? Ngược chiều tức là quan âm mà anh Dương á. Đây là chuyển động chậm dần đều, mà đây là nhanh dần đều mà. Như vậy câu A sai rồi nha. Nha. Câu 17 đáp án đúng là câu C nhá. Rồi có vấn đề gì thứ mắc ở đây không? Câu 18. Đáp án đúng của chúng ta là câu B nha. Câu 19 nó hơi lằng nhằng một tí xíu thì giải cho các bạn nha. Câu 19 thì nó hơi lằng nhằng chút xíu thôi, thực tế khó thì nó không khó đâu. Một vật chuyển động thẳng biến đôi đều vào thời điểm t bằng 4 giây nó có tọa độ này, t bằng 5 giây nó có tọa độ này, và t bằng 6 giây nó có tọa độ này nha. Thì ở đây chúng ta thế những cái tọa độ mà chúng ta có vào cái phương trình chuyển động của biến đôi đều nha. X bằng x0 cộng v0t cộng 1 phần 2at bình. Rồi, chúng ta thấy vào chúng ta sẽ được 3 phương trình. Đầu tiên là t bằng 4 màu xanh này nha. Thì x của chúng ta là bằng 11. Đúng chưa? Cộng v0. T của chúng ta lúc này là 4. Phương trình thứ hai là màu đỏ này nha. Khi t bằng 5 giây thì x bằng 18, x bằng 18 màu đỏ nha. V0 t là bằng 5. Cuối cùng màu vàng nha em. Khi t bằng 6 thì x bằng 27. Đây. Rồi chúng ta thấy đây là một hệ phương trình có 3 ẩn mà, rồi phần còn lại của các em là bấm máy tính thôi. Rồi chúng ta bấm máy tính, chúng ta giải hệ thì chúng ta sẽ được nghiệm như thế nào. Chúng ta tự bấm máy tính đi nha. Hình như bài này thầy giải trước rồi là x0 bằng 3. Đơn vị là mét nha. V0 là bằng âm 2. Coi thử bấm lại đi cho chắc. V0 bằng 3, V0 bằng âm 2. Và gia tốc của chúng ta bằng 2.
đúng chưa? Vậy đây các bạn nhận thấy V0 là âm 2 trong khi A là bằng 2. Đây là chuyển động chậm dần đều với gia tốc bằng 2 thôi. Câu đúng là câu C. Rồi bài này có vấn đề gì vướng mắc mày? Bài này bạn nào tỉnh táo thì chúng ta lưu ý là câu B chắc chắn sai rồi gì nữa. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều, làm sao câu B được thẳng đều được? Biến đổi đều nó chỉ có hai khả năng là nhanh dần đều hoặc chậm dần đều thôi. Cho nên câu B chắc chắn là nó đã sai rồi. Được chưa các em? Câu 19 là câu C nha. Câu 20. Một vật chuyển động theo phương trình đấy đúng nha, tính quãng đường vật đi được từ thời điểm t bằng 1 giây đến thời điểm t bằng 3 giây. Rồi ta kiểm tra coi thử tọa độ của nó khi 1 giây. Trừ 0,5 4, cái này trừ 0,5 là còn 3,5 mét đúng không? Như vậy khi t bằng không bằng 1 giây thì tọa độ nó là bằng 3,5, à, xin lỗi cm nha. Rồi khi t bằng 4 giây là bằng 3 giây. Đúng chưa? Chúng ta thay số với thử. Chúng ta sẽ được 7,5 mét cm. Đây chúng ta lấy ví dụ, đây là góc tọa độ đây đúng không, chiều dương này. Vật của chúng ta nếu theo phương trình này thì x bằng gì các bạn hả? X không cộng v không t cộng 1/2 t bình. Nó đối chiếu vào đây thì chúng ta sẽ được x0 bằng mấy các bạn? Bằng 0. V0 bằng mấy các bạn? Bằng 4. Và A bằng mấy các bạn? A bằng âm 1 đúng không? Đúng chưa? Như vậy vật này chuyển động với vận tốc ban đầu là 4 cm trên giây đi theo chiều dương. Đúng nha. Và chuyển động của nó là chậm dần đi. Nó di chuyển từ vị trí có tọa độ là 3,5 cm đến vị trí có tọa độ là 7,5 cm. Đúng nha. Nó di chuyển từ vị trí có tọa độ là 3,5 cm đến tọa độ 7,5 cm thì quãng đường của nó bằng mấy cm? Bằng 4 cm.
Thì nhiều bạn bảo ủa sao thầy làm gì mà lằng nhằng thế, em làm phát một ra ngay, thầy làm gì mà cứ dài dòng. Đúng, bài này thì nó có thể là 4 cm nó đúng, nhưng sau này chúng ta sẽ gặp những cái bài mà thầy hoàn toàn có thể lừa được các bạn nha. Ở đây chúng ta để ý một điều là gì, rất có thể quãng đường của nó sẽ lớn 4 cm. Như vậy thầy lấy ví dụ là một cái trường hợp này để thấy rằng bài này nó không có lừa nha, bài này nó bán là 4 cm là đúng rồi, câu C này. Nhưng lỡ như thế này được em, nó đi từ 3,5 sang 7,5, rồi sau đó nó đi lên tới đây, rồi sau đó nó quay lại. Đấy, các bạn thấy không, nó vẫn thỏa mãn điều kiện là nó đi từ 3,5 lên 7,5, nhưng lúc này nó lên quá 7,5 rồi, sau đó nó mới quay ngược trở lại. Em nhìn vào cái hình vẽ này nè, em thấy rằng quãng đường nó sẽ lớn hơn 4 cm mất rồi, đúng chưa? Thế làm sao để biết được nó có quay đầu lại hay không? Mà muốn quay đầu lại thì nó phải dừng lại. Ta tìm cho thầy cái thời điểm nó dừng nhé. Dừng là V sau bằng không nha. V sau là không, trừ V đầu là 4, A là 1. Kết quả là 4 giây. Như vậy 4 giây nó mới dừng nha em. Mà ở đây chúng ta chuyển động từ 1 giây đến 3 giây thì nó đã dừng chưa ạ? À, chưa dừng. Đây, ở đây là lúc 1 giây nè. Ở đây nó lúc 3 giây nè. Là nó đang đi, nó chưa dừng lại. 4 giây nó mới dừng mà. Như vậy ở đây nó vẫn đang đi theo một chiều. Thì quãng đường của nó chính là lấy 7,5 trừ 3,5. Lưu ý nha, bài này nó không có lừa. Nhưng gặp bài khác là rồi xong phim luôn á. Thì hy vọng bữa sau thầy lừa thì các bạn không có dính bẫy nha. Được chưa? Do làm lần một là thầy chưa chưa lừa các bạn chỗ này đâu. Như vậy câu đúng của chúng ta là 4 cm nha, chứ không phải là 4 mét nha. Câu 21. Rồi câu này là một câu đơn giản mà lại khó này. Chào, câu này được chưa đã các bạn? Câu 20 á. Có vấn đề gì vướng mắc ở câu 20 thì trao đổi với thầy nhé. Ok chưa? Câu 21. Một vật chuyển động thẳng có phương trình, nếu ta chọn mốc thời gian mới ở rồi đây lằng nhằng này. Mốc thời gian mới. Lúc vận tốc triệt tiêu. Dựa phương trình này chúng ta rút ra V0 mấy các bạn, nếu phương trình của mình á là phải là -4 không? Đúng chưa? A mấy các bạn? Phải là dương 2 không? Đây là chuyển động chậm dần đều nhé. Đến lúc nào đó nó dừng lại nhé. Các bạn hay bị lừa là chỗ cái T bình phương này hệ số là 1. Vậy suy ra gia tốc là 1 ở tầm 7 nha. Chỗ này là 1 phần 2 A. Mà nó bằng 1 và suy ra bằng 2 nha. Và x0 bằng trừ 5. Vận tốc triệt tiêu tức là tìm thời điểm vận tốc triệt tiêu của đã nha. Đấy, như vậy sau 2 giây thì vận tốc của chúng ta là triệt tiêu. Tức là vật này như thế nào các bạn hè? Vật của chúng ta nó như thế nào? Nó dừng lại ạ. Và khi nó dừng thì lúc này x lúc này bằng mấy? Chúng ta thay vô tìm x lúc này nữa nha. X là bằng à, t là bình phương là 2 bình phương trừ 4 nhân t và trừ 5. 4 đây trừ 8 trừ 9 mét nha. Như vậy vật này đây thầy vẽ chục tọa độ cho các bạn. Đây trừ 9 mét đây.
Và chỗ này nó làm sao? Nó dừng. Ban đầu vật của chúng ta là đi theo chiều âm nha em, xuất phát tại vị trí có tọa độ là -5. Đây. Đi theo chiều âm nha em. Đây. Chiều âm này. Đấy, nó đến vị trí có tọa độ là -9, nó dừng lại. Được chưa? Và khi nó dừng thì sẽ có hiện tượng gì các bạn? Quay đầu. Như vậy sau đó thì nó sẽ chuyển động như nào các em này? Ngược trở lại nha. Đây, nó chuyển động ngược trở lại. Vậy nếu chọn góc thời gian lúc mà vận tốc biệt tiêu thì lúc này ta chọn góc thời gian mới ở đây. Thì phương trình chuyển động bây giờ của nó là như thế nào? Cho dấu phẩy hết nha. Rồi các bạn coi thử anh nào thay đổi và anh nào giữ nguyên được. Ta chọn mốc thời gian lúc chỗ này rồi nha. X0 phẩy lúc này bằng mấy? Tọa độ ban đầu nó là trừ mấy em này? -9 đúng không? V0 của nó bằng mấy? Nó xuất phát lại cho nên vận tốc ban đầu bằng bằng 0. Cho chỗ đây được không các em này? Cộng 1 phần 2. Cái gia tốc có thay đổi không em? Trong quá trình chuyển động gia tốc không hề thay đổi. Gia tốc vẫn là âm mấy? Dương 2. Và thời gian có cộng trừ gì không các bạn? Không nha. Vậy cuối cùng còn gì? -9 cộng t bình phương. Đáp án là câu A. T bình phương -9. Ok chưa? Như vậy câu 21 là câu A nha. Câu 22. Câu này là câu B nha. Điều nào sau đây là sai với chuyển động thẳng nhanh dần đều? V luôn luôn dương là câu này sai chắc rồi. V có thể âm mà. Câu 23 là câu D. Câu 24 là câu D. Câu 24 thì thầy sửa cho các bạn nhé. Tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục x cho bởi phương trình. Đây là chuyển động chậm dần đều nha. Vào thời điểm T1 bằng 2 giây. Thì lúc này V nó bằng mấy, ta thay vô thôi. 10 trừ 2 nhân 2. Đáp án nó bằng mấy? 6 mấy chị vậy? T2 bằng 4 giây. Thì ta rút ra V2. Còn V trung bình là bằng gì? Ở đây chúng ta có một công thức để tính V trung bình trong chuyển động biến đổi đều thôi nha. Đó là bằng V đầu cộng V sau chia 2. Cái này chúng ta nói rồi mà. Đó là mấy? 1. Đáp án là câu gì? Đúng cho các em này. Câu 25 đáp án đúng là câu A, 45 mét. Như vậy ở đây chúng ta còn một câu nữa thôi nha, đó là câu 15. Đây, đây là một câu rất là hay. Tuy nhiên đáp án của bài này thì đưa cho các bạn mà chưa kiểm tra cho nên đáp án này nó bị sai nha. Và đáp án của người ta đưa ra là 24 là cũng sai luôn nhá. Thì giải lại cho các bạn. Theo nghiên cứu về lái xe, khi xe gặp chướng ngại vật thì cần hãm phanh thắng gấp.
thì người lái xe có 3 phần tư giây để nhận ra tình huống. Tức là kể từ khi em nhìn đúng không, em mất 3 phần tư giây để nhận ra tình huống, nó nguy hiểm, để mình ra lệnh đấy đúng không, để các cơ quan của mình bắt đầu thực hiện cái lệnh do não đưa ra. 3 phần tư giây để phản xạ đặt chân lên cần phanh. Đó lý do vì sao khi lái xe tay của chúng ta, chân của chúng ta phải đặt sẵn lên đó nha, để khỏi phải mất 3 phần tư giây này. Và cần một khoảng thời gian tối thiểu là 1,5 giây để xe chuyển động mà không va chạm vào chướng ngại vật nha. Đây chúng ta xếp một cái quãng đường, đây chúng ta có chướng ngại vật nha, xe của chúng ta ở đây nha, chúng ta quan sát, chúng ta phát hiện chướng ngại vật thì chúng ta sẽ mất 3 phần tư giây để nhận ra tình huống. Và trong quá trình nhận ra tình huống này chúng ta không có tác động gì với xe nhé, thì xe nó sẽ chuyển động gì em này, thẳng đều. 3 phần tư giây tiếp theo các bạn đặt chân lên cần phanh đúng nha, và sau đó làm gì? Cần thời gian tối thiểu 1,5 giây để xe chuyển động mà không va chạm với chướng ngại vật. Đây, thêm 1,5 giây nữa. Để không va chạm mà đến chướng ngại vật, tức là tối đa nha. Vật của chúng ta màu xanh này chỉ cần tới chướng ngại vật là được. Tối đa nha. Là đứng sát chướng ngại vật là được. Theo tính toán trên, nếu một học sinh điều khiển xe Honda chuyển động thẳng đều, phát hiện một con chó băng ngang đường cách học sinh 10 mét, đây chướng ngại vật ban đầu cách vật là 10 mét, lập tức học sinh thắng xe. Để xe dừng lại khi vừa đến chỗ con chó thì học sinh phải chạy với tổng tổng tốc bao nhiêu? Được chưa? Như vậy ở đây các bạn lưu ý là bài này do nó bị lỗi một chút xíu nha. Trong cái thời gian 3 phần tư giây nhận ra tình huống và 3 phần tư giây để đặt chân lên phanh thì khoảng thời gian này xe chuyển động như nào em này, thẳng đều đúng không, đúng chưa? Đấy, khoảng thời gian sau khi chúng ta hãm phanh thì xe sẽ chuyển động chậm dần đều đúng chưa, và tổng quãng đường đi được là mấy, 10 mét, tối đa là 10 mét thôi nha. Vậy giờ quãng đường số 1 là chuyển động thẳng đều nó sẽ bằng gì em này? V0 chưa có. T của chúng ta là mấy? 3 phần 4, 3 phần 4 là 1,5 giây. Đúng nhờ? Quãng đường số 2. Chỗ này cũng là V0 nha em. Lý do là trong quá trình 3 phần 4 giây và 3 phần 4 giây xe chuyển động thẳng đều thì tới cái chỗ màu xanh đây vẫn là V0 nhá. S bằng V0T. Cộng gì? 1 phần 2. A chưa có. T là 1,5. Đúng chưa? Là tổng hai quãng đường này bằng mấy? Bằng 10 mét. Chúng ta sẽ có phương trình nào em ạ? Cái này là tao bấm máy tính cho nó khỏe nha, 1,5 bình phương 1,125A đúng không? Cái này bằng mấy em à? 10 mét. Cái phương trình này chúng ta cũng chưa giải ra đâu nha. Chúng ta còn thiếu một ẩn nữa. Đó là cái vật dừng lại này. Thì ta dùng phương trình nào? V sau là bằng 0. V đầu là bằng với không, cộng A chưa có và T bằng mấy em mày, 1,5. Ta xét cái đoạn 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 này này nha, đoạn màu tím này. Đấy. Rồi ta có hai phương trình tất cả. Đấy, hai phương trình màu tím này chúng ta thầy xuống dưới. Chúng ta giải ra coi thử cái V0 của chúng ta nó bằng mấy hả?
đúng hợp hay không nhá. Chúng ta sẽ được 40 phần 9 mấy trên giây đúng không? Tức là khoảng 16 km trên giờ thôi chứ. Ok chưa? 16 mét trên giờ là một cái vận tốc rất là bé đấy, các bạn thấy không? Để đảm bảo an toàn thì chúng ta nên chạy rất là chậm. Đây là điều kiện lý tưởng nha. Một số bạn có phản xạ nhanh hơn thì có thể không cần đến 3 phần 4 giây đâu. Đúng chưa? Và một số bạn để tay sẵn ở trên phanh rồi thì cũng không mất 3 phần 4 giây để đặt chân lên cần phanh đâu. Nha. Nên lời khuyên là tay của chúng ta luôn luôn để sẵn sàng ở chỗ cần phanh để khi có tình huống khẩn cấp. Đáp án của bài này là 10, 16 nha. Đây là một bài để chúng ta thấy được cái cơ sở khoa học của cái việc tại sao khi chúng ta đi di chuyển trên đường xe này với xe kia là phải cách nhau một cái khoảng nào đó. Để lỡ có sự cố gì xảy ra chúng ta không bị đâm vào cái xe trước. Tức là chúng ta phải luôn luôn duy trì khoảng cách giữa xe của mình so với xe phía trước. Được chưa? Rồi trong bài học ngày hôm nay về chuyển động chậm dần đều á, các em có hỏi gì thêm không ạ? Được chưa các bạn? Các bạn có hỏi gì thêm không ạ? Không, nếu bạn nào mà xem rồi ấy rồi thì chúng ta xem lại cái bài giảng này trên kênh YouTube nhé. Được chưa? Thôi các bạn nghỉ nhé.